À, xin chào các em. À, ở phần trước thì thầy hướng dẫn các em cách đăng nhập vào hệ thống Google Classroom của trường. Vậy trong phần này thầy sẽ hướng dẫn các em sử dụng hệ thống Google Classroom để vào học trực tuyến và sử dụng một số những dịch vụ khác ha. Đây là nội dung phần trước. Rồi, vậy thì ở đây phần này thầy sẽ hướng dẫn thứ nhất là vào lớp học trực tuyến thì các em sẽ vào như thế nào. Thứ hai, xem bài tập, bài kiểm tra của từng môn. Và thứ ba, một số những chức năng khác. Rồi chúng ta cùng bắt đầu ha. Rồi, ở phần trước thì thầy đang mượn tài khoản của bạn Nguyễn Xuân Long, lớp 10 A6. Rồi vậy giờ chúng ta sẽ cùng vô lại tài khoản của bạn ha. Phần đầu tiên chúng ta sẽ vào gmail.com hoặc là ở đây thì cũng được ha. Rồi, cũng như theo bước trước đi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ vào cái email của bạn là Nguyễn Xuân Long lớp 10 A6. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ vô lớp học. Rồi, đây lớp 10 A6 đây rồi. Rồi chúng ta vô lớp 10 A6. Rồi, vậy thì giờ để vào lớp học trực tuyến thì chúng ta cho như tới giờ vô học ngày 20 tháng 9 này chúng ta bắt đầu học trực tuyến đúng không? Vậy thì 7 giờ sáng đó chúng ta có thể là mở cái lớp của mình. Đó, và chúng ta nhấp vô cái đường link đây. Đó, để chúng ta vào lớp lớp học trực tuyến. Rồi, ở đây á, chú ý là khi mà mở đây á thì có thể là trình duyệt của các em sẽ hỏi là có cho phép sử dụng micro và webcam. Đó, để vô học trực tuyến hay không thì chú ý là các em nhớ chọn là đồng ý hay là chấp nhận để chúng ta sử dụng mic và webcam trong quá trình chúng ta học. Rồi sau đó chúng ta chọn tham gia. Đó, đây cuộc họp đã sẵn sàng ha. Rồi, vậy thì ở đây trên đây đó là cái giao diện trong lớp học. Nếu mà khi mà có thầy cô vô thì chúng ta sẽ nhìn thấy là có thầy cô và có các bạn khác ở trong đây. Rồi, ở trên đây á, nếu bình thường thì chúng ta nên tắt mic, tắt cam. À, nếu mà thầy cô yêu cầu á, thì các em có thể là gì? Bật mic này để các em nói, hay khi các em có phát biểu ý kiến thì chúng ta có thể là gì? Bật mic lên để chúng ta nói. Hay khi thầy cô muốn lâu thầy cô muốn gặp mặt các em thì các em có thể là gì, bật camera lên để gặp mặt với quý thầy cô ha, để gặp mẹ các bạn. Rồi còn bình thường thì chúng ta có thể là gì, tắt bớt cam đi cho đỡ ảnh hưởng tới tốc độ đường truyền. Rồi ở đây các em thấy có một cái bàn tay đó, khi mà các em muốn phát biểu gì thì các em nhấn vào nút này thì thầy cô sẽ biết là các em muốn phát biểu, thì thầy cô sẽ có thể gọi các em để các em chia sẻ với cả lớp. Rồi nút ở đây, đây là nút trình bày. Chẳng như khi thầy cô yêu cầu các em trình bày một vấn đề gì đó trên máy của mình thì các em nhấp nhấp vô nút đây. Các em có thể chọn là toàn màn hình hay là một cửa sổ hay một cái thẻ nào đó. Thì để cho nó chắc ăn đó, thì các em có thể chọn toàn bộ màn hình của bạn, để những cái gì nó trên màn hình của em thì thầy cô và các bạn đều có thể thấy. Còn một cửa sổ là các em chọn một cái cửa sổ nào đã mở sẵn để trình bày. À, chỉ chúng ta muốn trình toàn bộ màn hình thì chúng ta đây nhấp vào đây và chọn chia sẻ. Đó. Đó, thì chỗ này thì mà sẽ trình bày được với thầy cô với các bạn. Khi nào mà xong rồi thì chúng ta chọn dừng chia sẻ.
Rồi. Còn tương tự với một cửa sổ thì các em sẽ khi các em chọn một cửa sổ thì các em sẽ chọn cái cửa sổ mà mình muốn trình bày. Đó, chẳng như mình đang mở file PowerPoint thì mình có thể mở lên. Đó và chọn chia sẻ. Đó. Được chưa? Rồi, khi nào xong, báo cáo xong rồi thì chúng ta sẽ có thể là đó. Được chưa? Chúng ta có thể dừng lại. Đó. Sau đó chúng ta quay lại cái cửa sổ của chúng ta. Rồi, trong đây thì các em chú ý là chúng ta có một số những cái lựa chọn. Đó. Có thể chúng ta thay đổi bố cục. Chúng ta có thể thay đổi cái bố cục để chúng ta hiển thị rõ hơn cái nội dung của thầy cô các bạn trình bày ha. Chúng ta có thể chọn vô đây. Đó. Thường nếu chúng ta muốn muốn nhìn được hết mặt của các bạn thì chúng ta có thể chọn xếp liền kề, thì đây nó có thể là có danh sách tất cả những cái bạn trong lớp của chúng ta này. Tối đa thì chúng ta có thể kéo lên tới 49 màn hình của các bạn. Đó. Còn không, nếu mà chúng ta chọn tiêu điểm thì những cái gì nội dung mà đang trình bày thì nó sẽ hiển thị lên full cái màn hình của các em. Còn nếu mà các em chọn thanh bên thì đây thì các em sẽ thấy là bên đây là cái nội dung trình bày của quý thầy cô của các bạn. Còn bên đây thì chúng ta vẫn có thể nhìn được những cái bạn mà đang hoạt động ở mé bên đây. Rồi. Đó. Bên đây thì các em thấy là chúng ta sẽ có một số những cái, đây là các em nhấn vào cái nút này hiển thị tất cả mọi người thì chúng ta biết là trong đây trong lớp mình đang có những bạn nào. Chúng ta muốn tìm kiếm ai thì chúng ta có thể nhấp vào chúng ta tìm kiếm, tại nhiên Long đi thì chúng ta sẽ có bạn Long. Nếu có tìm bạn Mai thì có không thì không có ha. Rồi, muốn tắt tiếng của tất cả mọi người thì chúng ta chọn đây. Rồi rồi, ở bên đây khi mà chúng ta muốn gửi tin nhắn hay muốn chat với mọi người thì chúng ta nhấp vào cái nút chat này. Được chưa? Và chúng ta có thể gửi tin nhắn. Chào. Mọi người. Ví dụ như vậy. Rồi. Rồi ngoài ra thì chúng ta có một số những chức năng khác thì ở trên trong đây. Chúng ta muốn có một cái bảng trắng để chúng ta trình bày thì chúng ta phải chọn trên đây. Muốn ghi lại thì chúng ta nhấp vào đây. Bởi đây là cái tài khoản của giáo dục nên là chúng ta có đầy đủ chức năng, kể cả ghi lại cái nội dung của buổi họp. Rồi. Và thường nếu mà trong một buổi họp đó, thì chúng ta không nên nhấn nút kết thúc này. Đó, để khi nào cuối buổi thì chúng ta hẳn nhấn kết thúc ha, để tránh trường hợp là chúng ta khi mà chúng ta vô lại thì nó sẽ mất thời gian. Đó, nên khi mà qua giữa nghỉ giữa các môn đó thì các em có thể để tạm máy đó. Và khi nào tới môn tiếp theo thì chúng ta cũng có sẵn để ta ngồi chúng ta học, không cần phải kết nối vô lại. Rồi, kết thúc buổi học thì chúng ta sẽ nhấp vô nút rời khỏi cuộc họp. Rồi. Kết thúc cuộc họp. Rồi. Đó, vậy thì giờ chúng ta có thể tắt ở đây hoặc là quay lại màn hình chính. Rồi. Vậy thì đó là chức năng để vào lớp học trực tuyến. Đó, tiếp theo là khi mà thầy cô giao bài tập hoặc là bài kiểm tra thì các em sẽ vô phần bài tập trên lớp. Đó, điểm chúng ta làm. Rồi, vậy trên đây đó những bài tập mà thầy cô đã giao. Đó, trên các em có thể chọn bên máy bên bên đây. Đó, chẳng như có môn nào giao bài tập đó, thì các em chọn, chẳng như đây có môn hóa đã giao bài tập đó, thì các em sẽ chọn môn hóa. Còn có thể là gì, có những môn khác thì nó sẽ tự động nó xuất hiện ở mé bên bên trái của các em. Đó, khi mà thầy cô đã giao bài tập hoặc bài kiểm tra thì thường là luôn kèm với cả cái mốc thời gian để hoàn thành,
thì các em chú ý mốc thời gian. Đó. Đó, tài liệu thì các em có thể tải về. Còn những bài kiểm tra thì các em có thể làm trực tiếp trên đó, tùy vào cái công cụ mà thầy cô sử dụng. Đó. Đó là trên đây. Còn phần mọi người. Đó, phần mọi người thì các em có thể coi là trong danh sách lớp của mình thì thầy cô gồm những ai. Đó. Và bạn học của mình gồm bao nhiêu bạn và những bạn nào. Đó. Hiện tại trên đây thì chúng ta thấy là có 13 ở đây á, thì do cái này là định dạng của một trường, thì thêm là trường đại học, thế là chỗ này sẽ là sinh viên ha. Cái đó thì các em cũng không cần phải thắc mắc gì nhiều chỗ này. Rồi. Ngoài ra thì với cái tài khoản này á, thì các em cũng có cái driver, một cái ổ đĩa lưu trữ trên mạng và không có giới hạn dung lượng ha. Và trong đây còn rất nhiều những cái công cụ khác chúng ta có thể tìm hiểu thêm ở trên đây đó, và hoàn toàn free, hoàn toàn miễn phí cho các em. Được chưa? Rồi. Này thì không có nhiều thời gian nên thầy sẽ hướng dẫn tới đây. Còn những cái phần còn lại á, thì các em có thể tự nghiên cứu thêm trên YouTube, nó có rất nhiều những cái hướng dẫn về những phần đây rất chi tiết. Rồi, chào các em. Cảm ơn đã các em đã chú ý lắng nghe.